Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Em nhà vườn Thương Liễu, địa chỉ tại xã Mê Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay nhà em có thu hoạch được một số ki trên thân, em có cách cắt ra. Thì em có làm cái video này để quay lại quá trình em trồng những cái ki này để cho mọi người tham khảo, nhất là các bác mới chơi. Thì trước khi vào cái nội dung chính thì em xin phép được quay tổng thể vườn nhà em một vòng để giới thiệu cho các bác xem. Vườn nhà em là rộng khoảng gần 200 m², thì bây giờ cũng treo kín rồi. Thì ngoài này là bao gồm là có những loại phi điệp là ám cổ Văn Giang, ám mắt đỏ, cửu long cao phong, ám mắt châu Phú Thọ. Vâng. Còn trong này thì nhà em có 5 cánh trắng Phú Thọ. Đây ạ. Đây là những cái khi 5 cánh trắng Phú Thọ nhà em đã trồng lên rồi ạ. Đây ạ, rễ ra rất khỏe rồi. Đây, đây là vườn cọp nhà em. Đây là một giò HO Hồng Yên Thủy. Rồi, sau khi đã quay cho các bác xem một vòng vườn nhà em rồi thì em vào nội dung chính. Em sẽ tiến hành trồng những cái ki vào chậu. Thì trước khi trồng thì em giới thiệu mọi người là cái nguyên liệu để trồng ki là bao gồm là cái vỏ thông to này. Xoài thấm nước, que cắm, rồi dây, rồi vỏ thông nhỏ, và không thể thiếu là rêu. Rồi, mọi người cứ chuẩn bị nguyên vật liệu xong thì bắt đầu là bây giờ em sẽ trồng. Em cho cái vỏ đá xuống dưới. Đầu tiên là mọi người cho cái xoài thấm nước xuống dưới cùng. Sau đó mọi người rải một lớp vỏ thông to lên trên. Thì em cứ chia làm các bước. Bước 1 là rải cái xoài thấm nước. Bước 2 là chúng ta rải cái vỏ thông to lên trên. Rồi, tiếp theo là rải một lớp vỏ thông nhỏ. Trộn thêm xoài. Tức là cái vỏ thông nhỏ này là mọi người là trộn thêm cái xoài nhỏ vào trong. Đấy, sau đó mọi người rải lên. Rồi, tiếp theo là cho cái vỏ thông xay này vào. Đây này, em giới thiệu qua cho mọi người là các cái túi lưới vải lưới trắng này này. Mọi người nhét rêu vào trong. Đấy, như thế này. Xong mọi người đặt vào giữa cái chậu. Hơi ấn xuống một chút. Xong mọi người lấy que, mọi người cắm cố định. Đây là một cái ki 5 cánh trắng Phú Thọ. Ki cắt khúc. Xong mọi người, em quay gần để cho mọi người nhìn kỹ là mọi người đặt cái ki lên trên. Sau đó lấy cái kẹp tóc, mọi người kẹp để cố định cây vào cọc. Đây này, mọi người trồng mọi người dùng cái kẹp tóc này rất tiện lợi này. Tiện lợi hơn cái thút mọi người thút là hay bị thít vào cây. Cây rất dễ nước ngấm vào là bị hiện tượng thối nhún ngay. Mọi người dùng cái kẹp tóc này rất tiện lợi. Quy trình trồng một cái ki cũng không có gì là khó, nhưng mà những người mà mới chơi không biết là cũng chưa thể trồng được. Mọi người cái này mọi người em nói rất chi tiết tỉ mỉ, mọi người chỉ nhìn một lần qua là mọi người biết cách trồng ngay. Mọi người nhớ là trồng xong mọi người không được tưới ngay nhá. Trồng buổi sáng thì tầm chiều chiều tối mát mọi người hãy tưới.
trồng sao cho trồng là đúng cách rồi. Trồng này còn đẹp mắt nữa. Rồi, đây. Rất đơn giản thôi, chỉ vài bước đơn giản là thôi các bạn đã trồng được một giỏ lan đẹp và ưng ý rồi. Rất đơn giản, không có gì khó cả. Vâng, thì sau khi đã trồng xong thì em xin phép kết thúc video ở đây. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Và mọi người nếu xem video thấy hay và bổ ích thì mọi người đăng ký kênh và chia sẻ video giúp em. Em xin cảm ơn. Hẹn mọi người ở những video sắp tới.